Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 32. Chương 311. Cưỡng ép mơ 2. Mắt thấy ánh sáng mờ ảo và bóng đen xung quanh bắt đầu rút đi, giấc mơ sắp bị đập tan. Cũng ngay lúc này, Lục Tần nghe thấy tiếng cười như có như không, đầu óc hơi có chút choáng váng. Tiếng cười này dường như có một loại năng lực nào đó. Nhìn theo về phía tiếng cười, Lục Tân nhìn thấy trên vách tường bên cạnh có một bàn tay trắng nhợt nhạt chậm rãi duỗi ra. Sau đó là một đầu tóc rũ xuống, sau đó là một bóng người mặc quần áo màu trắng chậm rãi lộ ra từ trên vách tường. Nó cúi đầu, tóc xóa xuống, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười như vang vọng của nó. Đây chính là hiện thân của sức mạnh tinh thần còn sót lại từ hệ tạo giấc mơ sao? Lục Tân nghĩ đến bàn tay kéo mình vào giấc mơ lúc ban đầu. Rất rõ ràng bàn tay đó chính là nó. Vậy thì, phải chăng đánh chết nó thì coi như đã loại bỏ được sức mạnh này? Lục Tân vừa nghĩ vừa nhét một viên đạn đen vào ổ quay của khẩu súng lục. Đây là viên đạn đặc biệt mà anh đặc biệt xin để đối phó với người có năng lực hệ tạo giấc mơ. Khóa nòng, Lục Tân từ từ nâng súng lên. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, càng có nhiều tiếng cười vang lên. Lục Tân nhìn thấy trên bức tường bên cạnh lại vươn ra một bàn tay tái nhợt khác, sau đó từ bên trong mọc ra một người. Nó giống hệt với người lộ ra trước đó, tóc tai bù xù, mặc váy trắng. Ngay sau đó, trên tivi, trên trần nhà, trên vách ngăn kính của phòng tắm và thậm chí là trên đầu giường, từng cái bóng trắng mọc ra, giống như từng ụ nấm nhô lên, chúng mọc tùm trong cả căn phòng, đồng thời phát ra tiếng cười. Loại tiếng cười đó đan xen và hỗn loạn, tác động vào tâm trí Lục Tân từ mọi hướng. Chỉ có một viên đạn đặc biệt, Lục Tân hoàn toàn không biết nên bắn viên đạn vào cái nào trong số chúng. Nhưng tiếng cười của chúng vẫn đang tiếp tục, đan xen khắp căn phòng. Đầu óc Lục Tân bị vây trong tiếng cười này, trong chốc lát đột nhiên không biết cảnh tượng xuất hiện là thật hay giả. Những hình ảnh chập chờn bất định này chiếm hết chỗ trong tâm trí anh từ lúc nào không hay. Có lúc giống như một cánh cửa sổ, có lúc giống như một ngọn đèn, có lúc giống như từng hành lang dài không nhìn thấy điểm cuối. Nó giống như những mảnh vỡ của vô số thế giới, liên tục xuất hiện trong tâm trí anh và chiếm trọn tầm nhìn của anh. Giấc mơ tiềm thức, Lục Tân nghĩ về phần giới thiệu trong tài liệu. Giấc mơ tiềm thức đã là một biểu hiện tương đối mạnh mẽ của người có năng lực hệ tạo giấc mơ, mặc dù nó cũng thuộc phạm trù cưỡng ép mơ. Nhưng hắn thông qua kích thích tiềm thức của đối phương để khiến đối phương tự mình tạo ra giấc mơ. Giấc mơ như vậy được cho là khó phá vỡ nhất, mà trong đó thường cất giấu những chuyện xưa cũ sâu đậm nhất, những bí mật sâu kín nhất của đối phương, cũng dễ khiến đối phương dễ gục ngã nhất. Trước Lục Tân, nghe nói bộ phận thông quan đặc biệt đã kiểm tra đo lường xem người có năng lực có thể được tuyển dụng hay không, chính là thông qua cách này. Trực tiếp kiểm tra xem xét tiềm thức của người có tinh thần biến đổi là có thể biết được nguy cơ mất kiểm soát của người đó. Nơi này là khi những hình ảnh dường như không thuộc về bản thân hiện lên ở chỗ sâu trong tâm trí, Lục Tân hơi có chút mịt mù. Vào lúc này, ý thức cá nhân anh vẫn còn rất mạnh, vẫn có cơ hội thoát ra. Tuy nhiên, những hình ảnh đó đã thu hút anh một cách khó hiểu. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, nó đã khiến tim anh đập nhanh hơn, thậm chí có chút phấn khích khó hiểu, và sâu trong lòng anh dâng lên một khát vọng. Vì vậy, anh chẳng những không kháng cự lại sự xuất hiện của những hình ảnh này, mà ngược lại còn vô thức muốn đuổi theo chúng. Dưới tình huống này, nhất thời làm cho cái bóng lưu lại của người có năng lực hệ tạo giấc mơ cảm thấy suôn sẻ lạ thường. Giấc mơ tiềm thức vốn là một chuyện khó làm nhất, bởi vì khi đột phá tiềm thức, người bị ảnh hưởng sẽ phản kháng lại theo bản năng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy sự hợp tác bất thường của Lục Tân và việc xây dựng đã thành công với tốc độ không thể tưởng tượng được. Vù, trong tầm nhìn của Lục Tân, những hình ảnh đó càng lúc càng trở nên chân thật và cũng lớn hơn, từng mảnh ghép gắn kết lại với nhau. Cuối cùng tất cả các mảnh vỡ ghép lại đột ngột, đầu óc hơi choáng váng, sau đó thì nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Lục Tân đột nhiên mở mắt như thể vừa mới ngủ dậy. Sau đó anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đó là một hành lang. Hành lang cao chừng hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét,
có vẻ hơi chật chội. Phía trên đầu có một ngọn đèn trắng ẩn hiện nguồn sáng, chiếu sáng cả hành lang. Trên mặt đất xung quanh, có một số dụng cụ kỳ lạ nằm rải rác, cũng như các thiết bị phẫu thuật khác nhau. Tường thì được lát gạch trắng không có hoa văn hay màu sắc gì cả. Toàn bộ hành lang trông nhợt nhạt một cách kỳ lạ. Đinh đinh đinh. Sâu trong hành lang, có tiếng búa đập vào mũi khoan sắt vang đến. Duẹt duẹt duẹt. Đó là một cú sốc điện mơ hồ. Soạt soạt soạt. Nó giống như âm thanh của một con dao sắc bén cắt qua da thịt. Ngoài ra còn có những tiếng rên rỉ yếu ớt như ẩn như hiện, và dường như có tiếng hét ở một nơi cực kỳ xa xôi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 312, Phòng Thí Nghiệm Nhạt 1. Đây là đâu? Trái tim Lục Tân chợt co thắt dữ dội. Không thể nói ra bất kỳ cảm xúc cụ thể nào. Anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó từ khi nào. Duy nhất một điều có thể khẳng định đó là trong lòng anh lúc này xuất hiện một cảm giác vô cùng phức tạp. Sự bình tĩnh mang lại khi mượn tầm nhìn của mẹ trước đó dường như đã biến mất ngay lập tức. Trong lòng anh có một cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện. Cảm xúc kìm nén đến cực điểm này khiến anh không khỏi hít sâu một hơi và giữ bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn qua thì thấy dãy hành lang này dẫn thẳng về phía trước, cách đó khoảng 7-8 mét có một cánh cửa gỗ màu xanh nhạt. Cửa đang đóng chặt, thông qua khe hẹp trên cánh cửa anh có thể nhìn thấy phía sau cánh cửa, giống như một khu thí nghiệm rộng rãi. Trong lòng Lục Tân đột nhiên nổi lên sự tò mò cực lớn. Sự thôi thúc và khát khao của anh không biết từ đâu đến, và anh đặc biệt muốn tìm hiểu xem trong giấc mơ này có những gì. Anh nhấc bước chân có chút nặng nề và chậm rãi đi về phía trước. Tuy nhiên, khi vừa bước được một bước, anh đột nhiên cảm thấy có một lực kéo mình. Tách 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 tách. Một loạt âm thanh giòn giã vang lên bên tai anh. Đó là ai đó đang không ngừng búng ngón tay, làm ra một loại ám hiệu nào đó. Cùng lúc đó, thế giới này cũng bắt đầu rung chuyển, hiện ra nhiều vết nứt. Như thể chiếc tivi sắp vỡ, những vết nứt như thủy tinh xuất hiện trên màn hình. Lục Tân chợt giơ tay lên thì nhìn thấy cái bóng trắng đó. Nó xuất hiện trên không trung sau lưng anh, đầu ngóc lên cao. Dưới đầu tóc bù xù có thể thấy nó cũng đang lộ ra vẻ kinh hãi và khó hiểu. Sau đó nó dùng hết sức lùi lại, giống như muốn bất chấp tất cả rời khỏi thế giới này. Nó dường như cũng không ngờ rằng tiềm thức của nó sẽ tạo ra một nơi như vậy. Lẽ ra lúc này là thời điểm nó nên phát động tấn công anh, thế nhưng nó lại vô thức cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, lúc này nó đang đấu tranh, vô cùng muốn thoát ra ngoài. Mà bởi vì nó muốn rời đi, cho nên thế giới này trở nên bất ổn. Dẫu sao, thế giới này được tạo ra dựa trên sức mạnh của nó và tiềm thức của Lục Tân. Rào, ngay khi thế giới này sắp sụp đổ, Lục Tân đột nhiên xoay người nắm lấy. Anh và cái bóng đó cách rất xa, thế nhưng dưới tình huống bàn tay duỗi ra như vậy lại níu được nó. Sau đó mặc kệ sự giãy giụa của nó mà dùng sức kéo nó về phía mình, và chưa bao giờ dốc sức nắm giữ lấy thứ gì đó mà mạnh mẽ như lúc này. Khi bóng trắng đó bị anh bắt lấy, có thể cảm nhận được hơi thở sợ hãi trên thân nó. Nếu đã đến, thì ở lại với tao thêm một lúc. Lục Tân chậm rãi nói với cái bóng trong tay, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không cho phép nó từ chối. Sau khi bắt được nó, thế giới này bắt đầu trở nên ổn định trở lại. Lục Tân không quan tâm thứ anh đang nắm trong tay hiện giờ là gì. Anh chỉ đảm bảo rằng nó không thể thoát ra, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mà trong tay anh, cái bóng trắng đó không ngừng run rẩy, vặn vẹo. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như bây giờ, càng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng vô lý như vậy. Cho dù nó chỉ là sức mạnh tinh thần còn sót lại, nhưng nó vẫn nhớ rằng trước đây bất kể người nào bị ảnh hưởng đều muốn liều mạng rời khỏi giấc mơ. Trở về thế giới hiện thật, đó là bản năng của sinh mệnh. Nhưng duy chỉ có lần này, lại là bản thân. Nó muốn rời đi, mà người trong giấc mơ lại nhất quyết muốn ở lại. Điều quan trọng nhất là ý chí của người nằm mơ quá mạnh, bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nó bị áp chế trong chính giấc mơ mình tạo ra. Nói cách khác, đã bị bắt cóc. Không có thời gian để ý đến suy nghĩ của người bạn đồng hành này,
Lục Tân chỉ háo hức xem thế giới này. Không biết là vì nơi này thuộc về cảnh trong mơ hay vì điều gì khác. Không khí xung quanh dường như ẩn chứa vô số lực vặn vẹo, làm mở đi tầm nhìn. Từng cơn gió lạnh cứ ùa vào sâu trong hành lang, mà còn xoay quanh Lục Tân. Cứ giống như có rất nhiều thứ mà bản thân không nhìn thấy, đang lượn lờ xung mình. Hành lang cũng không rộng và không gian xung quanh cũng không lớn, nhưng Lục Tân lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở những nơi mà bản thân không thể nhìn thấy. Họ không thù hằn mình, mà là sợ mình. Lục Tân có thể nhận thức được chủ nhân của những đôi mắt đó lúc này đang run lẩy bẩy, nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, nhưng không dám trốn tránh, đồng thời phát ra tiếng kêu rên mà anh không nghe thấy. Trái ngược với bản thân, đó là nó bị Lục Tân túm trong tay. Bị vô số ánh mắt đó tiện thể nhìn chằm chằm, nó dường như cảm thấy sợ hãi khó tả, hoặc là như bị tra tấn. Thân thể nó giống như bóng người dưới vô số nguồn sáng của ngọn đèn chuyển động. Dưới sự chiếu sáng của các nguồn sáng đó, nó không ngừng xoắn xuýt và tan ra, rồi trở lại hình dạng ban đầu. Mỗi lần thay đổi, nó dường như giảm đi một chút. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, Phòng Thí Nghiệm Nhạt 2. Lục Tân chậm rãi bước đi, cảm nhận được sự trống trải của hành lang này. Những âm thanh khác nhau đó biến mất một cách kỳ lạ khi anh đến gần, nhưng lại bất ngờ xuất hiện trong lúc không để ý đến. Khi đi đến cuối hành lang, anh từ từ đẩy cánh cửa khép hở đó, và rồi ánh đèn sau cánh cửa lập tức sáng lên. Lục Tân thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng doẹt doẹt của dòng điện chạy qua đèn sợi đốt. Vừa đẩy cửa ra, Lục Tân liền nhìn thấy một thứ màu đen trên mặt đất. Anh hơi giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một người có thân hình vặn vẹo. Trên người hắn phủ đầy vật chất màu đen, nhìn không ra hình dáng vốn có, chỉ có thể thấy hắn mặc áo blue trắng, là một người đàn ông. Thân thể vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, miệng há to, còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trước khi chết của hắn. Lục Tân nhìn hắn một lúc, nhìn thấy trước ngực trên áo blue trắng trên người hắn có một cái huy hiệu. Trên huy hiệu chưa bị che phủ hoàn toàn, mơ hồ có thể nhận ra các chữ Mặt Trăng Đỏ, dự án, nghiên cứu. Lục Tân không định nhặt nó lên, anh hơi ngẩng đầu lên thì thấy phía trước là một dãy các cửa phòng đóng chặt, giống như một nhà tù hay là phòng bệnh. Chỉ là rất nhiều cửa phòng bệnh đều đã bị mở ra và mặc cho gió mở ra khép lại. Một số ô cửa có kệ kim loại úp ngược, xung quanh là những viên thuốc vương vãi, chất thành đống dưới đất. Một số cửa ra vào có vết máu bắn tung tóe, thậm chí có thể nhìn thấy cả những vết xước do móng tay của người ta trên cửa. Lục Tân cảm thấy hơi bối rối, cố gắng nhìn kỹ thì thấy một nơi xa hơn còn có ba cánh cửa. Chúng không được mở ra, mà là đang đóng chặt. Sự phấn khích hay sự căng thẳng trong lòng trở nên mãnh liệt hơn. Lục Tân sải bước đi về phía trước, có thể cảm giác được hai chân mình đang không kiềm được run lên. Anh đi đến trước cánh cửa đầu tiên không mở ra. Sau đó, anh áp mặt vào cửa sổ, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cẩn thận nhìn vào bên trong. Căn phòng tối om, chỉ có thể mượn ánh sáng ngoài hành lang để nhìn vào bên trong thì thấy có rất nhiều dụng cụ và bàn mổ. Trong góc của căn phòng dường như còn có thể nhìn thấy một số đồ chơi thú nhồi bông bị xé nát, vứt đầy mặt đất chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh. Những cảm xúc lạ lùng, giống như ngọn lửa, đang liều lĩnh trỗi dậy. Lục Tân cảm giác được cái bóng tàn nhẫn của hệ tạo giấc mơ bị mình cưỡng ép kéo lại không cho phép rời khỏi. Lúc này đã sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nó đang ra sức giãy giụa, lăn lộn la khóc om sòm, muốn nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng Lục Tân lại dốc toàn sức lực kéo giữ nó lại, ép nó giúp mình ổn định giấc mơ này. Sau đó anh kiễng chân tiếp tục nhìn về phía thế giới sau cánh cửa đóng chặt, bất giác tìm kiếm thứ gì đó. Anh cảm giác được nhất định phải có thứ gì đó trong căn phòng này. Xẹt! Đúng lúc này, trên cửa sổ mà Lục Tân đang áp mặt nhìn đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Đó là một đôi mắt lộn ngược đầy trong trắng. Cũng vào lúc này, Lục Tân cảm giác thấy cảm giác quen thuộc lạ thường, thậm chí có chút khổ đau kỳ lạ bỗng chốc tràn vào trong tâm trí anh, nhấn chìm mọi ý thức của anh. Nhưng cũng ngay lúc này,
trong tay Lục Tân đột nhiên trống rỗng. Đồng thời, đầu anh bắt đầu đau nhức, thế giới xung quanh anh bắt đầu sụp đổ từng tấc một. Anh đang trở lại thế giới hiện thật. Cái bóng mà anh cưỡng ép kéo giữ trong tay đã hoàn toàn biến mất vào lúc này. Việc tạo ra một giấc mơ như vậy dường như đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của nó, mà nó lại bị Lục Tân cưỡng ép giữ lại không thể rút ra. Kết quả Lục Tân lại mượn sức mạnh của nó để gắng gượng ở lại trong giấc mơ đó khoảng 20 giây. Mà 20 giây này được duy trì đều dựa vào sự tiêu hao sức mạnh của nó. Cuối cùng, khi Lục Tân nhìn thấy đôi mắt kia thì lực lượng tinh thần của nó đã cạn kiệt. Bên tai Lục Tân bắt đầu có tiếng khóc, tiếng gào của phụ nữ, cùng với tiếng khuyên can của vệ sĩ ở ngoài cửa. Anh nhìn trái, nhìn phải và thấy rằng mình đã trở lại hiện thực. Vô thức giơ đồng hồ đeo tay lên xem, mới nhận ra bản thân mới vừa. Rồi thực ra mới trải qua chưa đầy 3 giây. Vừa rồi lúc bị bàn tay tái nhợt kia kéo lấy, bản thân đã bắn về phía nữ thư ký. Điều này khiến cho nữ thư ký nằm trên mặt đất khóc lớn. Chưa tới 3 giây đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa hôn mê, tất nhiên không làm gì được mình. Còn vệ sĩ ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng súng, cũng sợ hãi nhanh chóng núp ở hai bên cửa, ở bên ngoài hét lớn, xin anh hãy kiềm chế bản thân. Nổ súng trong thành phố là phạm pháp, người của sở cảnh vệ đã tới, anh vẫn còn cơ hội quay đầu. Đừng kích động, mọi thứ không nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng Lục Tân đột nhiên có cảm giác mất mát lạ thường. Một lúc sau, anh mới ngồi xuống ghế với vẻ hơi chán nản. Mặc dù những gì trải qua vừa rồi chỉ là một giấc mơ, hơn nữa thời gian vô cùng ngắn, nhưng cảm giác đó vẫn luôn bao trùm lấy anh. Ngồi một lúc, anh mới hơi phản ứng lại, cảm thấy ánh mắt mình có chút khác thường. Anh vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào khóe mắt, chỉ thấy trên ngón tay có một chút chất lỏng trong suốt như pha lê. Hóa ra mình đã khóc. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 314, nửa còn lại của vấn đề 1. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi trải qua một khoảng thời gian thích ứng và tỉnh táo lại, Tiêu Viễn lập tức nhìn thấy trong phòng hỗn loạn không ra làm sao. Em trai ngồi khóc ở đầu giường, em gái thì ngồi trong tủ trước mặt ra sức dụi mắt. Cũng không biết chúng đã trải qua những gì, đang run rẩy sợ hãi. Bản thân bây giờ đang nằm bò trên mặt đất, lưng có cảm giác đau nhức, xương cốt như rã rời. Còn nữ thư ký của mình thì ôm đùi, máu ở chân ướt đẫm chiếc quần tất và đã ngất đi. Mấy tên vệ sĩ đều đang nấp ngoài cửa, không dám ló đầu ra ngoài, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của họ. Anh bạn, tuyệt đối không nên vì tình yêu mà làm chuyện điên rồ. Chúng tôi hiểu mọi hình thức của tình yêu chân thực, thực sự, ở Thanh Cảng không có kỳ thị. Đây rốt cuộc là sao vậy? Anh ta ngạc nhiên quay đầu, thì thấy Lục Tân đang ngồi trên ghế bên cạnh. Trong tay anh đang cầm một khẩu súng, đầu hơi rũ xuống, nhìn không thấy mặt, chỉ có thể cảm thấy rất mất mát. Lục, thầy Lục, đây là thế nào vậy? Tiêu Viễn cảm thấy đau đầu dữ dội, bàn nãy uống hết một chai rượu mạnh, giờ lại chợt tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng. Nhất là nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong căn phòng này, trong lòng càng dâng lên hoảng sợ. Hả? Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, Lục Tân dường như đã có phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiêu Viễn thấy anh dường như cũng có điều chỉnh trong chốc lát, sau đó mới từ trong cơn mê tỉnh lại, ánh mắt tập trung. Đừng gọi tôi là thầy. Lục Tân liếc nhìn xung quanh, chậm rãi cất súng đi rồi thở dài một hơi. À cái này, Tiêu Viễn vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Anh Lục, đây. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhỏ tuổi hơn. Anh, Lục Tân nhẹ giọng đáp rồi nói. Thực ra cũng không có xảy ra chuyện gì. Mọi việc gần như đã giải quyết xong. Đây, đây là dáng vẻ khi chuyện đã được giải quyết sao? Tiêu Viễn sững sờ một lúc, liếc nhìn em trai và em gái mình đang khóc cực kỳ lớn, rồi lại liếc nhìn cô thư ký đã hôn mê bất tỉnh và vũng máu bên cạnh. Hoàn toàn không biết làm sao mọi chuyện lại trở thành ra thế này, chỉ cảm thấy giống như càng nghiêm trọng hơn. Vừa rồi khi tôi giúp anh giải quyết vấn đề, cô thư ký này của anh. Lục Tân dường như đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giải thích với Tiêu Viễn. Có lẽ cô ấy đã luôn thích anh, lại hiểu lầm điều gì đó, cho nên vào thời điểm mấu chốt nhất, cô ấy đã đưa thẻ mở cửa phòng cho em trai và em gái anh,
Vì vậy, khi anh đang gặp cơn ác mộng đó, chúng đã xông vào và suýt biến cơn ác mộng của anh thành sự thật. Để giải quyết vấn đề của anh, tôi chỉ đành phải làm ra một chút chuyện để đối phó. Vừa nói, anh liếc nhìn vết thương do đạn bắn trên chân của thư ký, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Chỉ hơi dừng lại rồi nói, xuống tay có vẻ hơi nặng. Mặc dù anh đang nói là xuống tay nặng, nhưng tôi lại cảm thấy như anh không thực sự nghĩ rằng xuống tay nặng. Tiêu Viễn bất giác lóe lên ý nghĩ này, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được những gì đã xảy ra vừa rồi trong mô tả bình tĩnh của Lục Tân. Cảnh tượng trong giấc mơ, anh ta vẫn còn nhớ sâu đậm, nghĩ đến những chuyện mình đã làm vừa rồi. Thậm chí suýt chút nữa đã làm hại đến em trai và em gái của mình. Anh ta vừa sợ hãi và nghĩ lại mà sợ, các cơ trên mặt đều vặn vẹo, nhìn gắt gao về phía thư ký. Nhưng nhìn thấy cô ta lê cái chân bị thương nằm bất tỉnh trên mặt đất, anh ta lại không thể nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, anh ta lập tức hét ra ngoài cửa, các người mau vào đi, không sao nữa rồi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nghe thấy tiếng hét của Tiêu Viễn, một trong những vệ sĩ mạnh dạn ló đầu ra, thấy Tiêu Viễn đã tỉnh dậy. Lục Tân cũng đang ngồi thẳng trên ghế, cũng đã cất súng đi, lúc này mới bạo gan xông vào, nâng nữ thư ký lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Viễn lại hét lên, bốn người mà chỉ một người vào sao? Thêm hai người nữa đưa Duy Duy và Đồng Đồng ra ngoài. Vệ sĩ vội vàng đến thêm hai người đưa em trai và em gái đang khóc ra ngoài. Thấy chúng thực sự sợ hãi, Tiêu Viễn cũng nóng nảy. Muốn làm mặt quỷ để chọc cười chúng, nhưng cô em gái vừa nhìn thấy khuôn mặt quỷ của anh ta liền sợ hãi khóc thét lên càng đáng thương hơn. Ai già? Tiêu Viễn vừa lo lắng lại bất lực, vỗ mạnh vào trán mình. Lục Tân cũng không khỏi cau mày khi nhìn thấy bốn vệ sĩ đang nhốn nháo. Vẫn là tổ chi viện xử lý gọn gàng. Bốn vệ sĩ căng thẳng đến mức luống cuống tay chân, khiến người ta cảm thấy họ thậm chí không có tay. Hơi trấn tĩnh lại một chút, anh nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy một mớ hỗn độn. Không ít khách trong khách sạn bị kinh động. Đến, lúc này đang len lén thò đầu ra cửa để kiểm tra xem xét. Nhiều nhân viên phục vụ phía dưới và bảo vệ của khách sạn cũng chạy tới, hốt hoảng đứng xem từ phía xa. Bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng chuông báo động yếu ớt. Mặc dù trong lòng anh cũng vô cùng bối rối, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chuẩn bị giải quyết những chuyện này. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lục Tân nói với Tiêu Viễn, dễ nhận thấy lúc này cũng đang có chút hoảng loạn, đoán là sau chuyện này sẽ có một số rắc rối. Cần anh giúp thu dọn một chút, nhưng có thể chắc chắn một điều là đêm nay anh hẳn sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tiêu Viễn nghe được tin tức này, trên mặt cuối cùng lộ ra chút hưng phấn, vậy là đã giải quyết xong, nên nói là đã giải quyết một nửa. Lục Tân gật đầu với anh ta và nói, còn một chuyện quan trọng hơn, nhưng trước tiên tôi cần đi gọi điện thoại. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Viễn, anh cố nặn ra một nụ cười, nói, anh giải quyết một chút chuyện phía sau trước. Nói xong anh xách ba lô của mình bước ra cửa. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 315, nửa còn lại của vấn đề 2. Đến góc khách sạn, một nơi tương đối vắng vẻ, sau khi xác định không ai xung quanh sẽ nghe thấy, Lục Tân mới gọi điện thoại. Đã xác định, anh ta thực sự bị lây nhiễm, hay nói cách khác là bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng của người có năng lực và nguồn lây nhiễm về bản chất là như nhau. Chỉ có điều, một là cố ý, một là vô tình, cho nên khi nói, tốt hơn là nên phân biệt một chút. Vâng. Có tiếng gõ bàn phím vang lên từ phía Hàn Băng bên kia, sau đó cô nói, đồng chí, sao bên đó lại hỗn loạn như vậy? Xảy ra chút vấn đề nhỏ và tôi đã nổ súng. Lục Tân nhẹ giọng giải thích. Hàn Băng đột nhiên hơi có chút căng thẳng. Đồng chí, anh có sao không? Lục Tân nói, tôi không sao. Hàn Băng lại nói, đối phương thế nào? Cô ấy bị thương một chút. Hàn Băng thở phào nhẹ nhõm, nói, được rồi, tôi sẽ xử lý. Ngay sau đó, có những tiếng động như tiếng gõ bàn phím và chuyển tài liệu từ phía cô ấy. Sau 4 hoặc 5 giây, cô ấy lại nhấc điện thoại, đã kết nối. Đồng chí, bây giờ có thể mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra với tôi. Tôi theo kế hoạch trước đó là quan sát trạng thái của anh ta sau khi ngủ.
Lục Tần chậm rãi kể lại những gì vừa xảy ra và nói, điểm khá kỳ lạ của vấn đề nằm ở chỗ này, lúc tôi ngăn anh ta lại. Sức mạnh tinh thần do người tạo giấc mơ để lại trên người anh ta dường như muốn ảnh hưởng đến tôi, cũng kéo tôi vào trong giấc mơ. Có điều, nó đã nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Dừng lại một lát, anh lại nói thêm, bây giờ, trên người Phó Chủ tịch Tiêu đã không còn quan sát thấy chút dấu vết còn sót lại của sức mạnh tinh thần. Biến mất, Hàn Băng chăm chú lắng nghe, không có ngắt lời, cho đến khi Lục Tân nói xong, mới nói, anh đã xử lý gọn rồi sao? Lục Tân phủ nhận, tôi không có làm hại đến nó. Nếu là như vậy, vậy là sức lực của chính nó đã tiêu tán. Hàn Băng không chút nghi ngờ, chậm rãi phân tích, thông thường mà nói, năng lượng của người có năng lực hệ tạo giấc mơ còn sót lại trong cơ thể nạn nhân. Cùng sức mạnh liên tục ám chỉ cho hắn vốn dĩ cực kỳ yếu, lượng cấp tinh thần nói chung sẽ không vượt quá 100, thậm chí có thể chỉ có mấy chục, hoặc thậm chí thấp hơn. Vì vậy, khi nó cố gắng ảnh hưởng đến người có năng lực, sẽ càng gia tăng quá trình tiêu hao của nó. Lục Tân hơi trầm ngâm một lúc, cảm thấy Hàn Băng phân tích có chút không đúng, chậm rãi nói, dường như hắn không yếu như vậy. Ngẫm lại anh lại lắc đầu tiếc nuối nói, bỏ đi, quả thực khá yếu. Trên đỉnh đầu Hàn Băng ở đầu dây bên kia hiển nhiên hiện lên một dấu nhỏ. Lục Tân không bận tâm đến loại vấn đề này, suy nghĩ một chút rồi nói, người có năng lực này thực sự có chút kỳ quái. Có một số chuyện tôi cũng không chắc lắm, nên báo cáo có thể đợi thêm, đợi khi tôi hoàn toàn có thể làm rõ điểm kỳ lạ của nó rồi hẵng nói. Được rồi, Hàn Băng cảm nhận được sự thận trọng của Lục Tân, nói, đồng chí định điều tra thế nào? Lục Tân nói, đương nhiên là trực tiếp tìm ra hắn và hỏi thẳng trước mặt. Mặc dù hợp tác đã lâu nhưng Hàn Băng cũng phải mất chút ít thời gian mới hiểu được cách tìm ra lời giải đơn giản mà lỗ mãng của Lục Tân. Sau một lúc dừng lại, cô cười nói, như vậy quả thực có thể giải quyết mọi vấn đề. Vừa rồi đồng chí có phát hiện ra manh mối gì không? Đây cũng là điều tôi muốn nói bây giờ. Lục Tân lắc đầu, mới nhận ra Hàn Băng không nghe thấy, nói, vừa rồi tôi không có phát hiện thấy người tạo giấc mơ đó. Những điều hiện đang ảnh hưởng đến anh ta chỉ là một loại sức mạnh tinh thần còn sót lại. Sau khi loại sức mạnh tinh thần này hoàn toàn cạn kiệt, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào trên người anh ta. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là người tạo giấc mơ rất thành thạo trong việc kiểm soát sức mạnh của bản thân. Hàn Băng hơi dừng lại một chút rồi nói, đây cũng là nơi vấn đề khá phức tạp. Năng lực của hệ tạo giấc mơ khá kỳ lạ, rất khó tìm ra dấu vết. Hơn nữa, họ có thể thông qua ám thị tâm lý, vân vân, kịp thời tránh xa mục tiêu và giết người từ xa. Nếu dấu vết hắn để lại là tương đối nông, chúng ta thậm chí khó mà phân biệt rõ đó là giấc mơ của chính nạn nhân hay nó bị ảnh hưởng bởi hắn. Muốn tìm ra được hắn cũng không dễ dàng gì. Bởi vì đã làm quen sâu sắc với tư liệu của người có năng lực hệ tạo giấc mơ từ trước, cho nên Lục Tân có thể hiểu được điều này. Điều này cũng giống như đầu độc, giải độc là một chuyện và tìm ra người đầu độc lại là chuyện khác. Đồng chí, thực ra nhiệm vụ của anh đã có thể coi là hoàn thành. Trong điện thoại, Hàn Băng hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Việc tìm ra người có năng lực hệ tạo giấc mơ đó sẽ là một vấn đề vô cùng phức tạp và rườm rà. Có thể đòi hỏi rất nhiều dữ liệu điều tra. Vì vậy tôi kiến nghị trực tiếp giao cho Bộ Tư lệnh, yêu cầu nhóm điều tra thực hiện. Điều này, Lục Tân dường như xoắn suýt một lúc rồi đưa ra quyết định, vẫn nên để tôi phụ trách. Hả? Giọng nói của Hàn Băng có chút ngờ vực, đồng chí đã có cách giải quyết rồi sao? Lục Tân chậm rãi nói, có chút chút, hẳn là có thể chót lọt. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 316, tìm ra nó và bắt nó một. Chú cảnh sát, các chú hãy tin cháu, chúng cháu thật sự không làm gì cả. Đúng vậy, chúng cháu chỉ đang trừ tà. Không có không có, đừng nghe lời bọn họ nói bậy, không phải bất hòa về tình cảm. Súng, súng gì? Chúng cháu không có nổ súng, không có nổ súng gì hết. Trước cửa phòng khách sạn, Tiêu Viễn đang cố gắng giải thích chuyện nổ súng vừa rồi với cảnh sát tuần tra đi tới. Tuy nhiên,
Ngay cả khi thân phận của anh ta không thấp, anh ta cũng hoàn toàn không thể thuyết phục được đối phương về sự việc nghiêm trọng như nổ súng này. Hai nhân viên cảnh sát đã cưỡng chế kiểm tra phòng khách sạn, sau đó lại làm ra bộ mặt nghiêm túc muốn kiểm kỹ tra xung quanh. Nhưng mà ngay khi anh ta đang lo lắng toát mồ hôi nhưng lại không chịu bán đứng Lục Tân, thì hai cảnh sát tuần tra đã nhận cuộc gọi đến từ máy bộ đàm. Một người đi đến bên cạnh nói vài câu, lúc quay lại thì sắc mặt đã thay đổi, thấp giọng nói nhỏ vài câu với cảnh sát tuần tra bên cạnh. Cũng vào lúc này, Lục Tân ở cách đó không xa quay trở lại. Hai cảnh sát tuần tra có chút căng thẳng, vội vàng chào lễ phép. Giọng điệu cũng thay đổi từ chất vấn chuyện gì vừa xảy ra thành kính trọng, có cần trợ giúp gì không? Tiêu Viễn nhìn thấy cũng hơi ngẩn ra. Tại sao thái độ của hai cảnh sát tuần tra này lại thay đổi nhiều như vậy? Không không, cảm ơn các anh. Lục Tân cũng vội vàng nói lời cảm ơn với họ. Hai người lập tức gật đầu, chào lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng này khiến Tiêu Viễn có chút bối rối. Mặc dù biết chắc Lục Tân đang giúp mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Đây là một chuyện nổ súng bắn người, cứ chấm dứt như vậy sao? Sau khi nhìn thấy Lục Tân tùy ý bước vào sở cảnh vệ, thì càng đoán được thân phận của anh không đơn giản. Nhưng bây giờ vẫn cảm thấy thế giới này thực sự có chút phi lý nằm ngoài dự liệu của mình. Không phải vì tại sao nhân viên trong công ty nhà mình lại lợi hại như vậy, mà là vì tại sao anh ta lại muốn làm thuê cho nhà mình. Lục, không, Tân, không, anh Tân. Sau khi thay đổi liên tiếp vài cách xưng hô, Tiêu Viễn mới khiến bản thân thoải mái hơn một chút và lo lắng hỏi. Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự nhỏ tuổi hơn anh. Lục Tân liếc nhìn anh ta, anh là lãnh đạo của công ty. Chúng ta, gọi tôi là Tân là được rồi. Ra đầu Tiêu Viễn tê dân, tôi không phải loại lãnh đạo đó. Lục Tân bất lực, quyết định nhường anh ta một bước. Không còn quan tâm đến cách gọi, mà hơi sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Nói, bây giờ chuyện anh gặp ác mộng hàng đêm đã được giải quyết, đêm nay anh đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vẫn còn một vấn đề, đó là làm thế nào để tìm ra người khiến anh gặp ác mộng, chuyện này sẽ do tôi tới giúp anh xử lý. Người khiến tôi gặp ác mộng, Tiêu Viễn đầu tiên là giật mình, sau đó trợn to hai mắt, là có người hại tôi. Lục Tân gật đầu. Nói, đúng vậy, có thể khẳng định rằng anh gặp ác mộng là do có người khiến anh gặp ác mộng. Hiện giờ tôi mới chỉ giải quyết vấn đề anh gặp ác mộng, việc phải làm sau này chính là tìm ra hắn. Được, được, Tiêu Viễn nghe vậy, trái tim run lên vì biết ơn. Cả bản thân anh ta cũng không thể nói rõ lòng mình bây giờ là sợ hãi hay là tức giận nhiều hơn. Thời gian đầu, cơn ác mộng liên tiếp không ngừng đó khiến anh ta nhiều lần suýt suy sụp. Thậm chí nghi ngờ bản thân có thực sự biến thái hay không. Khi biết Lục Tân có thể giúp mình, trong lòng anh ta chỉ có kích động và mong đợi, có thể không tiếp tục gặp phải cơn ác mộng như vậy nữa đã là mục tiêu lớn nhất rồi. Thế nhưng, cho đến bây giờ khi anh ta nghe nói cơn ác mộng của mình hóa ra là do có người chủ tính, thì anh ta lại trở nên tức giận. Làm phiền Lục, làm phiền anh Tân, anh nhất định phải. Vẻ mặt anh ta có chút nhăn lại. Nhất định phải giúp tôi tìm ra hắn. Anh ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy, đến mức khiến mình ăn thịt em trai và em gái hết lần này đến lần khác. Anh ta thà bị người khác chĩa súng vào mình. Tìm ra hắn là tất nhiên, nhưng chuyện này cần anh giúp. Đối mặt với vẻ mặt tức giận và nhăn nhúm của Tiêu Viễn, Lục Tân trông vô cùng bình tĩnh và hơi xoa xoa thái dương. Trước tiên, anh phải nói thật cho tôi biết. Lục Tân ngẩng đầu nhìn anh ta và nói, trong mơ, rốt cuộc là có người ép anh ăn, hay là anh tự mình ăn. Một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng lại làm cho Tiêu Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Tân, anh ta cảm thấy áp lực tâm lý cực lớn, cũng không dám nói dối một lời. Một lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói, mới đầu, quả thực mơ đến một người lập dị, anh ta ép tôi, nhưng... Nhưng sau vài ngày, kỳ thực là tôi tự mình làm những việc đó, tôi trong giấc mơ, dường như... Môi anh ta khẽ run, ngập ngừng một lúc lâu sau mới nói, dường như đã biến thành một người khác, rất hưởng thụ quá trình đó. Lục Tân chỉ yên lặng nhìn anh ta, cau mày trầm ngâm. Tôi không muốn nói điều đó là bởi vì tôi thực sự cảm thấy
người trong giấc mơ đó không phải tôi. Tiêu Viễn dường như đang cố gắng muốn giải thích, người trong mơ hoàn toàn là một tên biến thái, đó không phải tôi. Nói ra những lời này, đối với anh ta mà nói dường như cực kỳ khó khăn. Nhưng kỳ lạ thay, Lục Tân cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nói, tôi hiểu, anh cũng không cần lo lắng. Đó cũng không thực sự vì trong lòng anh có suy nghĩ như vậy, chỉ là anh đã bị ảnh hưởng quá nặng thôi. Chỉ có điều, chuyện sau đó anh nhất định phải nói thật, hiểu không? Vâng, tôi thề. Tiêu Viễn gật đầu lia lịa, thậm chí còn thực sự giơ một tay lên. Không cần căng thẳng như vậy. Lục Tân ra hiệu cho anh ta buông xuống, đồng thời cũng tự kiểm điểm trong lòng. Có phải mình đã hơi quá nghiêm túc, làm cho lãnh đạo sợ? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 317, Tìm Ra Nó Và Bắt Nó Hai. Nhưng sau khi nghe những lời của Phó Chủ tịch Tiêu vào lúc này, Lục Tân càng chắc chắn hơn những gì bản thân vừa nghĩ. Người có năng lực này hẳn ghê gớm hơn mình nghĩ, hoặc là tình hình có chút phức tạp hơn. Vấn đề mà Tiêu Viễn gặp phải trông giống như hệ tạo giấc mơ bình thường cũng có thể gây ra, và phân tích của Hàn Băng cũng không có vấn đề. Nhưng lại có một số chi tiết tỏ ra có hơi kỳ lạ. Tựa như, sức mạnh tinh thần còn lại trong cơ thể Tiêu Viễn, mặc dù trông có vẻ thân thiện và dễ giải quyết. Nhưng Lục Tân cảm thấy đây chắc chắn không phải là loại sức mạnh tinh thần chỉ mấy chục hay trên trăm như Hàn Băng nói, mà là cao hơn gấp mấy lần so với con số này. Điểm kỳ lạ chính ở chỗ này. Một người có năng lực bình thường, ai nỡ để lại một phần lớn sức mạnh tinh thần của mình trong cơ thể nạn nhân? Điều này đã tương đương với sự phân chia sức mạnh tinh thần của chính mình. Cho dù muốn hại người, cũng phải cân nhắc cái giá phải trả. Sự khác biệt giữa người có năng lực và nguồn lây nhiễm nằm ở ý chí. Nguồn lây nhiễm sẽ lây nhiễm tất cả những người ăn khớp với logic của nó, trong khi người có năng lực thì bắt mục tiêu của mình ăn khớp với logic của mình. Vì vậy, sự lây nhiễm của nguồn lây nhiễm là không có tính định hướng, cũng sẽ không kiểm soát được mức độ lây nhiễm của bản thân. Còn người có năng lực ảnh hưởng đến người khác thì sẽ tính toán cẩn thận hết sức có thể để tối đa hóa lợi ích. Vấn đề mà Lục Tân gặp phải nằm ở chỗ, xét theo ảnh hưởng mà anh ta nhận được thì giống như bị ảnh hưởng bởi nguồn lây nhiễm, cho nên bị ảnh hưởng rất nặng, sức mạnh tinh thần còn sót lại rất mạnh. Nhưng nhìn cách anh ta bị ảnh hưởng lại giống như đã bị người có năng lực chọn trúng, cực kỳ chính xác. Muốn tìm ra được người hại anh này, trước tiên cần anh làm một số việc. Lục Tân nhìn Tiêu Viễn và chậm rãi nói, nếu là anh bắt đầu gặp cơn ác mộng này từ một tháng trước, vậy thì tôi cần anh liệt kê ra những người mà một tháng trước anh từng tiếp xúc, cũng như bất kỳ người nào có bất mãn với dòng họ anh, muốn phá hỏa. Mối quan hệ trong gia đình anh và những người sẽ được lợi nhất nếu anh xảy ra chuyện. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là đã tiếp xúc với anh nhiều hơn một lần và rất dễ tiếp cận anh. Lục Tân chậm rãi nói, tập trung toàn bộ lại. Tiêu Viễn nghe vậy, ánh mắt có chút bối rối, để làm gì? Lục Tân nhìn anh ta không nói gì. Tiêu Viễn cũng lập tức có phản ứng lại, vội vàng nói, có chút phiền phức, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ, người nhà tôi vẫn luôn ở trong thành phố chính làm thủ tục nhập cư. Bây giờ, ba mẹ và người làm đều đang đó. Tới thành phố chính cũng phải đi. Lục Tân đáp, dừng lại một chút, rồi lại nói, tôi cần gặp họ, sau đó sàng lọc ra từng người. Sàng lọc từng người. Tiêu Viễn hơi trợn tròn mắt, sau đó thì sao? Sau đó, Lục Tân liếc anh ta một cái, nói, đương nhiên là bắt hắn. Tiêu Viễn nhất thời giật mình, bình thản như vậy nói ra những lời như vậy. Anh ta bỗng chốc cảm thấy nhân viên nhà mình quả là lạnh lùng và tự tin vô cùng. Đây chính là cách mà Lục Tân đã nghĩ ra. Bản thân đã tiếp xúc với sức mạnh của người tạo giấc mơ còn sót lại trong cơ thể Tiêu Viễn. Đồng thời từng cảm nhận nó ở khoảng cách gần, cũng đã ghi nhớ nó. Mà trong trường hợp không thể trực tiếp nhờ người nhà giúp đỡ, thì bản thân phải tập hợp tất cả các những người được cho là có tình nghi lại với nhau. Sau đó xem xét từng người một, chỉ cần tìm được người có sức mạnh tinh thần tương tự, tự nhiên cũng sẽ tìm ra được người hại người trong bóng tối này.
Bất kể đối phương là hệ tạo giấc mơ hay là nguồn lây nhiễm, đều có thể dùng phương pháp tương đối ngu ngốc này để tìm ra. Đây là một phương pháp sàng lọc, mà tìm được người này, ngoài việc thực sự giúp Tiêu Viễn giải quyết vấn đề, Lục Tân còn có một mục đích mờ nhạt khác. Lực lượng của hệ tạo giấc mơ còn sót lại trên người Tiêu Viễn đã giúp bản thân ở trong hành lang hơn 20 giây. Vậy nếu là bản thể, tất nhiên, bản thân không thể nghĩ như vậy. Hệ tạo giấc mơ người ta cũng không phải là một vật phẩm để tiêu hao. Có điều, thành tâm thành ý nhờ hắn giúp một chuyện nhỏ, hẳn cũng có thể đúng không? Sức mạnh tinh thần mà hắn để lại trong cơ thể Tiêu Viễn vô cùng nhiệt tình để giúp đỡ bản thân mà nó đã tiêu hao hết. Thiết nghĩ, bản thể của hắn chắc hẳn cũng là một người nhiệt tình. Tất nhiên, cho dù hắn không chịu giúp, Lục Tân cũng không ngại nói lý với hắn, dùng sự chân thành của mình cảm động hắn. Dù sao, người này thuộc người có năng lực nhưng phạm pháp. Nghĩ vậy, cuối cùng Lục Tân cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh trên khuôn mặt có hơi căng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 318, đã hết một. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Tân đã đến công ty. Đêm qua anh ngủ không tốt lắm, hôm nay anh có vẻ không tràn đầy năng lượng, bởi vì anh bị ảnh hưởng bởi khả năng còn sót lại của hệ năng lực tạo mộc, nên tâm trạng thoải mái thường ngày của anh cũng bị ảnh hưởng. Cho dù là sau khi làm xong trở về nhà luôn, có lẽ vì đã quá khuya nên cả nhà đều đã ngủ rồi. Vì vậy, anh ăn một chút đồ ăn khuya đóng hộp rồi trở về phòng để nghỉ ngơi. Sau 6 giờ ngủ, anh mở mắt đúng giờ rồi đến công ty làm việc. Cố gắng mở to đôi mắt ngái ngủ của mình, Lục Tân đi đến trước vách ngăn làm việc, cả người đột nhiên thanh tỉnh. Đồ của tôi đâu? Những gì anh nhìn thấy là ngăn cách trống rỗng. Đồ dùng văn phòng của anh, máy tính và thậm chí cả sọt rác anh thường dùng cũng đều đã biến mất. Lập tức cái này khiến Lục Tân nhớ lại lần suýt bị Lữ Thành cướp mất việc làm. Anh lập tức buồn bực. Trong lòng anh đã nghĩ đến rất nhiều điều tồi tệ. Chẳng lẽ là vì hôm qua anh đã nổ súng bắn thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Tiêu, người ta không vui mà bắn anh? Hay là vì Phó Tổng Giám Đốc Tiêu qua cầu rút ván, sau khi cầu cứu chính mình liền trở mặt không nhận người nữa? Không đúng, cái kia cũng có phải qua cầu đâu mà rút ván. Rồi ngay khi Lục Tân đang ngơ ngác không biết nên để ba lô ở đâu thì có một giọng nói yếu ớt bên cạnh vang lên: trưởng phòng Lục, văn phòng của anh ở đằng kia. Lục Tân lập tức phản ứng lại và nhìn thấy anh Trương hay đi theo anh để điều hành công việc. Nhìn theo hướng anh ấy chỉ, Lục Tân nhận thấy cách bài trí của văn phòng đã có một chút thay đổi. Đối diện phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu, một vài tấm kính mờ mờ đục được dựng lên, khiến phòng làm việc ban đầu của chủ nhiệm Lưu trở nên chật hẹp hơn một chút. Bố cục ban đầu của văn phòng này là không gian chung thuộc về tất cả mọi người làm việc trong đại sảnh, phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu ở góc cuối. Nhưng bây giờ, thoáng kế đã có hai văn phòng đối diện nhau, như thể đang ngồi ngang hàng vậy, của tôi. Lúc này Lục Tân mới phản ứng lại đây, kinh ngạc chỉ vào mũi của mình: anh gọi tôi là trưởng phòng. Đúng vậy, không phải anh đã thăng chức sao? Anh Trương cũng có chút kinh ngạc, vừa mới tan làm ngày hôm qua, chủ nhiệm Lưu đã hạ lệnh mời một ít công nhân lắp đặt thiết bị đến đây, qua đêm gỡ bỏ vách ngăn, vòng qua một văn phòng mới. Anh ta nói hiện tại anh đã được thăng chức lên trưởng phòng rồi, không thể làm việc ở đại sảnh như trước. Tôi không chỉ làm thêm giờ để bổ sung thêm bàn ghế, đồ dùng văn phòng mới mà còn gửi cả đồ cũ của anh tới đây. À, cái này. Lục Tân ngẩn người, năng lực thi triển của giám đốc sao có thể mạnh như vậy? Anh bán tín bán nghi đi tới để xem xét và thấy dòng chữ trưởng phòng văn phòng được viết trên cửa. Đẩy cánh cửa thủy tinh ra, anh thấy văn phòng không lớn. Chiếc máy tính cũ của anh đặt trên một chiếc bàn mới tinh, thậm chí chiếc ghế cũ đang ngồi cũng không xoay được. Chiếc ghế xoay giờ đã được thay thế với một cái mới, hộp đựng bút, tài liệu và giỏ đựng. Rác nhỏ của riêng anh đều có ở đây. Thật sự là chuẩn bị cho tôi sao? Lục Tân bị hạnh phúc đột nhiên ập tới có chút chóng mặt. Đương nhiên, tất cả đều là mới. Anh Trương đi tới, dựa ở cửa nhìn vào nói, vốn dĩ máy tính cũng muốn thay mới. Nhưng chủ nhiệm lại nghĩ trong máy tính của mỗi người đều có một số bí mật. Cái kia, cho nên tạm thời vẫn sử dụng cái này.
Vừa nói, anh ấy đã cử một chủ nhiệm đến cạnh Lục Tân, ánh mắt cho anh thời gian để chuyển tư liệu. Công ty chúng ta quá chu đáo. Lục Tân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cảm khái thở dài một hơi. Tiếng thở dài này đối với anh Trương chớp mắt và nói, có lẽ là thế. Sắp tới giờ làm việc, các đồng nghiệp lần lượt đến công ty, nhìn thấy văn phòng mới này cũng có chút kinh ngạc. Sau khi thì thào nói nhỏ, tất cả đều chạy đến phòng làm việc của Lục Tân chào hỏi. Trưởng phòng Tiểu Lục, chúc mừng, chúc mừng. Trưởng phòng Lục, trong thời gian tới mọi người sẽ làm việc chăm chỉ dưới sự lãnh đạo của anh. Trưởng phòng, buổi sáng tốt lành. Trưởng phòng Lục, sau một loạt thích ứng với cách xưng hô mới, mọi người bắt đầu gọi Lục Tân là trưởng phòng Lục. Một số người nhiệt tình chúc mừng Lục Tân có văn phòng riêng, họ cười trêu chọc anh, muốn anh mời khách. Một số người cầm lấy trái cây vừa rửa và đưa cho trưởng phòng Lục nhanh chóng nếm thử. Bây giờ Lục Tân rất lợi hại, ai cũng biết anh là người nổi tiếng có thể chơi với phó tổng giám đốc. Lục Tân cũng đang có tâm trạng tốt, cười đáp lại, nhưng anh không đồng ý việc mời khách. Không phải là để tiết kiệm tiền, chủ yếu là vì gần đây anh quá bận. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, chủ nhiệm cũng đến làm việc với một quầng thâm dưới mắt. Có vẻ như đêm qua anh ta tự mình ở đây giám sát công việc. Nhưng mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần của anh ta rất tốt. Phần thịt sắp xẹp xuống hai bên má anh ta đã loang ra dầu. Anh ta đến gặp Lục Tân trước và động viên anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, rồi vui mừng quay trở lại văn phòng của mình. Bây giờ, mình cũng không phải ngồi xổm trong toilet một ngày đúng không? Mọi người đã làm việc chăm chỉ. Nhưng trước khi chủ nhiệm Lưu có thể ngồi trong phòng làm việc được 2 phút, một giọng nói lịch sự ở bên ngoài đột nhiên vang lên. Vẻ mặt thoải mái của chủ nhiệm Lưu cả kinh lên. Anh ta run rẩy thò đầu ra khỏi phòng làm việc, vài sợi tóc bị xóa tung lên. Thứ mà anh ta nhìn thấy là phó tổng giám đốc Tiêu, dáng người thư thái hơn cả anh ta, đang đứng trong văn phòng chào hỏi nhân viên. À, cái này, chủ nhiệm Lưu vội vàng chạy ra ngoài, đầu óc sắp nổ tung. Tại sao lại tới đây? Vừa lao ra ngoài, lại thấy tất cả nhân viên đang sững sờ nhìn, chủ nhiệm Lưu cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Mọi người, nhanh lên! Mau đón phó tổng giám đốc Tiêu lại đây chỉ đạo công tác. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 319. Đã hết 2. Ha ha, không cần, không cần. Mọi người đều bận việc riêng, đừng khách khí như vậy. Phó Tổng Giám đốc Tiêu vừa mới kịp phản ứng với tất cả nhân viên, vội vàng dừng lại, nở nụ cười giữa tiếng vỗ tay thưa thớt. Nhất thời chủ nhiệm Lưu không biết làm thế nào tiếp, dù sao thì công ty cũng thuộc sở hữu của người khác, nên không khách khí, khả năng chính mình có thể trở thành người ngoài. Chỉ là dù sao anh ta cũng không hiểu, vị Phó Tổng Giám đốc này bị làm sao vậy? Anh ta không phải đi làm sao? Phó Tổng Giám đốc Tiêu không nói nhiều, chỉ vào phòng làm việc chủ nhiệm Lưu trước, lặng lẽ hỏi Lục Tân đã đến công ty chưa. Sau đó lại đi ra, ở trong phòng làm việc của Lục Tân khoảng 10 giây, không có lên tiếng. Anh ta bước ra, mỉm cười ngồi trong phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu, cũng lấy giấy bút ra, không ngừng viết vẽ, như thể đang phân loại tài liệu cơ mật nào đó. Chủ nhiệm Lưu không dám hỏi, cũng chỉ có thể ngồi yên. 5 phút sau, anh ta tự ý bước ra khỏi văn phòng. Vì vậy, tình trạng công việc hôm nay là như thế này. Ngày hôm qua, chủ nhiệm Lưu đã phải ngồi xổm bên cạnh nhà vệ sinh một ngày vì văn phòng của anh ta bị cướp. Hôm nay, anh ta thức suốt đêm qua để lắp văn phòng mới, nhưng phòng nào cũng đã bị Phó Tổng Giám đốc Tiêu và Lục Tân chiếm giữ. Vì vậy, anh ta lại phải ngồi trong vách ngăn ban đầu của Lục Tân một ngày. Mọi thứ đều rất hợp lý. Tiểu Lục. Buổi chiều khi sắp tan giờ làm, Phó Tổng Giám đốc Tiêu lại gõ cửa phòng làm việc của Lục Tân. Đầu tiên là hô to 2 chữ, sau đó trầm giọng bổ sung 1 chữ. Anh. Sau cả ngày cân não, anh ta gần như đã chấp nhận Lục Tân là một cao nhân sống ẩn giật trong công ty của chính mình. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lục Tân không biểu lộ gì, đưa tay đóng máy tính lại, bình tĩnh hỏi. Tôi đã sắp xếp danh sách mà anh muốn. Phó Giám đốc Tiêu thì thào, rồi lặng lẽ đưa cho Lục Tân, chỉ thấy danh sách liệt kê chằng chịt ở trên. Từng người một, tiếp theo là liên hệ cụ thể với anh,
ở giữa có một đống mũi tên lộn xộn. Lục Tân nhíu mày, anh còn chưa làm bản khai bao giờ sao? Phó giám đốc Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, ngượng ngùng nói, thường thì đều là thư ký làm việc đó. Lục Tân nói, vậy thư ký của anh đâu? Phó giám đốc Tiêu đột nhiên cảm thấy chột dạ hơn, đến bệnh viện. Lục Tân cũng không biết nên nói cái gì, đành khoát tay nói, trước cứ vậy đi, anh tự mình hiểu là được. Chủ yếu là để tập trung họ lại với nhau. Thực ra anh cũng không biết tại sao phó tổng giám đốc Tiêu lại làm bản khai cho mình như vậy. Nhưng anh cũng không thể từ chối. Có một bản khai có vẻ sẽ chuyên nghiệp hơn một chút. Phó giám đốc Tiêu nghe xong, lại gật đầu liên tục, rồi cam đoan nói, đúng, đúng, tôi đã nghĩ cách thu xếp như thế nào rồi. Được rồi, anh đi trước đi. Lục Tân gật đầu, bản khai để chỗ này là được rồi. Được, phó tổng giám đốc Tiêu thở phào, nhẹ nhõm, xoay người bước ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói, anh Tiểu Lục, có cần tôi đặt vé giúp không? Lục Tân lắc đầu, không cần, có lẽ đã là có người đặt mua cho tôi. Phó chủ tịch Tiêu nghiêm nghị, có chút kính nể. Thật ra anh ta đã ngầm hỏi Lục Tân có vé vào thành chính hay không, nhưng anh ta không ngờ rằng Lục Tân không chỉ có mà còn có người giúp đặt vé. Sự kinh ngạc trong nội tâm anh ta đột nhiên phóng đại đến cực điểm. Anh ta hoàn toàn chấp nhận sự thật là Lục Tân đang sống ẩn cư. Ngày mốt, anh có thể đi thành chính. Sau khi phó chủ tịch Tiêu rời đi, Lục Tân mở lại trang web máy tính ra. Đây có lẽ là ưu điểm của việc có không gian riêng tư. Chơi Tetris trong giờ làm việc thì không ai biết. Giữa trưa anh nhận được một cuộc gọi từ Hàn Băng, nói với anh rằng đơn đăng ký tài năng đặc thù cấp 3 đã được phê duyệt và thông tin đã được cập nhật thành công. Ngay sau đó, khoản thù lao tương ứng cho việc thực hành nhiệm vụ quê hương chân chính sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Điều quan trọng nhất là với sự thay đổi dữ liệu của các tài năng đặc thù cấp 3. Hợp đồng tương ứng và thẻ thông hành đáng lẽ phải cấp cho anh cũng đã được gửi đến văn phòng an ninh. Chỉ cần lúc tan tầm, có chữ ký chính thức, có thể cầm trong tay vé đi. Với vé này, anh có đủ điều kiện để ra vào thành phố chính. Ở Thanh Cảng, có thể tự do ra vào thành phố chính là một biểu tượng của thân phận. Bản thân Lục Tân chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày như vậy thực sự sẽ đến. Đồng thời, hội nghị đào tạo nhân tài cao cấp của Thanh Cảng cũng sẽ được tổ chức trong 3 ngày tới. Ngày 1, anh có thể lên đường trở về thành phố chính. Lục Tân hiểu điều này có nghĩa là gì? Hội nghị đào tạo nhân tài cấp cao để bản thân tham gia thực sự thể hiện một thái độ của Thanh Cảng. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì với giai đoạn cường hóa thứ hai của anh. Các phương diện đều thuận lợi khiến Lục Tân lần đầu tiên cảm thấy phương hướng của mọi việc rõ ràng như vậy. Đã tiến hành giai đoạn thứ hai, anh có thể xem tài liệu được khóa trong tủ TV và tìm hiểu một số điều anh quan tâm. Ngoài ra, anh có thể nhân cơ hội này đến thành chính để giúp phó chủ tịch Tiêu tìm người đang tạo giấc mơ. Hơn nữa, khi anh ta chống cự, anh ta đã yêu cầu được giúp đỡ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 320, nhớ về một. Nếu chỉ còn một ngày nữa là phải xuất phát đi thành chính, Lục Tân bèn chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Những đồ vật anh cần thu dọn cũng không nhiều. Anh chỉ có 2 bộ đồ mang theo để thay, đều được giặt rũ rất sạch sẽ, nhưng đã được dùng thời gian rất dài. Tiếp theo là sắp xếp đồ vệ sinh cá nhân của mình, một bàn chải đánh răng, một lọ kem đánh răng đã dùng một nửa, một cục xà phòng, một chiếc khăn mặt, chiếc túi của anh. Chỉ hơi phồng lên một chút mà thôi, đơn giản sắp xếp một chút là có thể xách đi bất cứ lúc nào. Còn bộ đồ tác chiến đấu, ủng chiến đấu, vân vân mà sở làm sạch ô nhiễm đặc biệt Thanh Cảng phát cho anh thì đã có một chiếc vali dẹt chuyên dụng để đựng rồi. Xe máy của anh không cần phải lái đến đố nên anh đã mang đến sở cảnh vệ để tìm người trông giúp. Làm xong những chuyện này rồi thì chuyện còn lại cũng khá đơn giản. Một là xin nghỉ phép ở công ty. Anh đã hỏi Hàn Băng từ trước, cô ấy nói rằng hội nghị lần này diễn ra trong thời gian 3 ngày, nhưng để mọi chuyện thỏa đáng thì nên chuẩn bị thời gian 7 ngày. Lục Tân hiểu rõ từ thỏa đáng mà cô ấy nói có ý nghĩa gì. Rất có thể việc giai đoạn thứ hai của mình cũng sẽ đồng thời được giải quyết. Vì thế anh tìm đến chủ nhiệm Lưu để báo cáo với anh ta một tiếng.
Phản ứng bất ngờ và vui mừng của chủ nhiệm Lưu là điều Lục Tân thực sự không ngờ tới. Anh ta không chỉ phê cho mình nghỉ phép mà thậm chí là nghỉ phép có lương. Con người chủ nhiệm thật là tốt. Chuyện thứ hai chính là đi thăm cô nhi viện Mặt Trăng Máu. Từ khi ra khỏi thành về lần trước anh vẫn chưa gặp được cô giáo Tiểu Lộc. Lần này phải đi đến thành chính khoảng một tuần lễ nên tất nhiên anh muốn nói với cô giáo Tiểu Lộc một câu, để phòng có việc gấp mà không tìm thấy anh. Anh lái chiếc xe máy của mình đi đến cô nhi viện ở gần sở cảnh vệ, sau đó đi vào bên trong. Ở góc rẽ tại tầng 3, anh gặp bác bảo vệ đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ đọc báo. Ông ấy ló đầu ra từ đằng sau tờ báo, liếc mắt nhìn Lục Tân một cái rồi khẽ gật đầu. Sau đó ông tiếp tục đọc báo như không hề nhìn thấy anh. Chỉ là người ông hơi nghiêng nghiêng về phía bên trong nên Lục Tân nhìn thấy đằng sau lưng ông đang đặt một bồn hoa nho nhỏ. Bên trong có một đóa hoa nhỏ đang đáng thương mà nở rộ. Ha! Tiếp đó Lục Tân đi lên lầu. Hai đứa trẻ đang chơi bi ở chiếu nghỉ cầu thang ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi thấy anh, khuôn mặt nhỏ nanh của bọn chúng lập tức hiện lên nụ cười xấu xa. Không đợi Lục Tân kịp nói chuyện thì bọn chúng đã chạy vù lên lầu. Vừa chạy bọn chúng vừa hô to. Bạn trai đến rồi! Bạn trai đến rồi! Ôi! Đúng là... Mặt của Lục Tân lập tức đỏ bừng. Anh nhìn thấy một viên bi của bọn chúng lăn đến bên chân nên nhặt lên, nhét vào trong túi quần. Không định trả cho bọn chúng, trước những khuôn mặt nhỏ nanh đang nhìn chằm chằm như tham quan, Lục Tân đi vào văn phòng của cô giáo Tiểu Lộc. Đây là lần đầu tiên anh đi đến đây, tuy nhiên, ánh mắt của những đứa trẻ kia đã chỉ đường cho anh. Cô giáo Tiểu Lộc đang cầm một hộp cơm để ăn, khi nhìn thấy Lục Tân đi vào thì nhanh chóng đặt hộp cơm xuống. Lục Tân lén nhìn hộp cơm. Bên tổng là đậu hũ hầm bí đao trộn thêm một ít cơm, giống với phần cơm đang ăn dở của bọn trẻ ở bên ngoài. Chỉ là trong chén cơm của mấy đứa, trẻ kia còn có thể nhìn thấy một ít thịt băm, nhưng trong hộp cơm của cô giáo Tiểu Lộc cũng chỉ có bí đao và đậu hũ. Sao hôm nay lại đến đây? Em không cần đi làm à? Cô giáo Tiểu Lộc cười di chuyển xe lăn, sau đó tiện tay cầm cuốn sách đậy lên hộp cơm. Ngày mai em phải đi công tác nên xin nghỉ chiều hôm nay. Lục Tân cười giải thích một câu, nhìn xung quanh đánh giá văn phòng nhỏ này. Lại phải đi công tác sao? Cô giáo Tiểu Lộc hơi ngạc nhiên, đi đâu thế? Thực ra cũng không hẳn là đi công tác, chỉ là đi đến thành chính một chuyến, chắc là khoảng một tuần. Lục Tân cười giải thích, thành chính rất an toàn. Thành chính? Anh vốn cho rằng cô giáo Tiểu Lộc sẽ yên tâm, nhưng không ngờ tới. Sau khi cô ấy nghe Lục Tân nói thì không biết nghĩ đến điều gì mà trên mặt không có vẻ vui mừng, cũng không hỏi Lục Tân tại sao bỗng dưng lại có cơ hội đi vào thành chính. Cô chỉ im lặng không nói năng gì. Thành chính có rất nhiều đồ đạc, chị muốn nhờ em mang hộ đồ gì không? Lục Tân đành phải phá vỡ sự yên lặng, cười hỏi. Cô giáo Tiểu Lộc khe khẽ lắc đầu, nói, không có, em về sớm là tốt rồi. Lục Tân gật đầu. Sau đó thì không biết nên nói thêm gì nữa. Bình thường ở trước mặt cô giáo Tiểu Lộc anh rất ít nói, cũng chỉ có cô ấy nói chuyện nhiều hơn. Nhưng lần này, dường như cô giáo Tiểu Lộc đang có tâm sự, rất ít nói chuyện nên bầu không khí mới khá yên lặng như thế. Theo em đi ra ngoài một chuyến, em có chuyện muốn bàn bạc với chị. Lục Tân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói với cô giáo Tiểu Lộc một câu như vậy. Cô giáo Tiểu Lộc chợt ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu nói, được rồi. Vì thế Lục Tân nghĩ ngợi một lát, sau đó đẩy cô giáo Tiểu Lộc đi ra hành lang. Nhìn những bậc thang dài nối tiếp nhau, anh suy nghĩ một lúc rồi cúi người bế cô giáo Tiểu Lộc lên. Phía sau lưng lập tức vang lên tiếng reo hò, ôm một cái, ôm một cái. Lục Tân đỏ mặt nhưng vẫn ôm rất vững vàng, còn cô giáo Tiểu Lộc thì hơi đỏ mặt, liếc mắt qua bả vai của Lục Tân nhìn về phía sau. Là đỏ mặt, tại Lục Tân nơi bả vai hướng về sau trừng mắt liếc. Vèo, âm thanh ồn ào lập tức tàn ra, giảm đi rất nhiều. Bác Trương, nếu như cháu trở về muộn thì nhờ bác cho bọn nhỏ tự học, chép nhật ký người điên 3 lần. Sau khi trở về cháu sẽ kiểm tra. Lúc đi ngang qua lầu 3, cô giáo Tiểu Lộc nói với bác bảo vệ một câu. Ha ha, được, không cần phải vội vã quay về đâu. Bác bảo vệ cười ha ha nhận lời, gấp tờ báo lại, sau đó lên đầu giúp cô ấy mang xe lăn xuống. Lục Tân đi xuống lầu trước,
cẩn thận đặt cô giáo Tiểu Lộc lên ghế ngồi đằng sau xe máy của mình. Lúc này, bác bảo vệ cũng mang xe lăn của cô giáo Tiểu Lộc xuống dưới. Lục Tân cẩn thận xếp xe lăn lại, sau đó cột lên một bên của chiếc xe máy. Lúc đầu ở chỗ đó là một cái hộp kim loại, giống như là chó máy các loại. Bây giờ tạm thời chưa dùng đến nên tạm thời tháo ra, để bác bảo vệ giữ giúp. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.